đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, để bắt đầu cho buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một đội hình của MU cực kỳ đẹp trong form tiền này. Tất cả những cầu thủ đều ở mùa Icon hoặc là Icon The Moment. Trong đội hình này chúng ta sẽ có 4 con hàng của MU với mùa giải mới nhất Icon The Moment, với Wayne Rooney, Beckham, Rio Fer và Vidic. Với mức lương rất cao như thế này thì tôi cũng cố gắng để cân lương được cái đội hình này, và tôi nhìn chung thì cũng là khá là đẹp trai với đội hình này. Rồi, sắp xếp. Dạo gần đây thì tôi cũng đá nham nháp, tôi thấy đá đội hình 4-1-2-1-2 cũng là một trong những đội hình tốt ở thời điểm hiện tại để anh em có thể làm quen được với phiên bản mới. Và ngày hôm nay khi trải nghiệm với MU, tôi cũng sẽ sử dụng ngay đội hình này. Cặp song sát sẽ là Wayne Rooney của mùa Icon The Moment, bên cạnh là Eric Cantona của mùa Icon Cộng 5. Rooney thì mình cũng đã có những sự trải nghiệm nho nhỏ xinh xinh rồi. Với những con hàng Icon The Moment hiện tại ý, thì khi mà cái được búp chỉ số, búp cái kỹ năng phòng ngự của các cầu thủ lên khá là lớn, thành ra là các bạn thấy cái sự khác biệt của những con hàng Icon The Moment nó là không quá lớn. Bây giờ Rooney này gặp mấy con như kiểu Varane, Rudiger, thứ những con hàng tầm tầm vài chục tỷ thôi thì nó cũng có thể đấm chết, bắt chết ngay được. Và hình như là trong thời gian tới thì nhà phát hành họ sẽ fix lại một chút cái AI của hậu vệ anh ạ. Thì nó để mang đến cái sự khác biệt hơn khi mà các bạn đã đầu tư những con hàng tiền đắt đỏ như thế này, để nó còn có cái sự khác bỏng một tí. Chứ thực ra tôi thật đá bây giờ những con hàng Icon The Moment nó cũng không mang đến quá nhiều sự khác biệt so với những con hàng khác nhé. Cái sự chênh lệch giữa một đội hình nhiều tiền mà đội hình ít tiền bây giờ nó có khoảng cách nó xít lại gần nhau hơn so với thời điểm trước. Và nghe nói cộng đồng ở bên Hàn bắt đầu nó băng fix rồi, nên là chắc ở Việt Nam mình cũng sẽ fix cái gameplay mới thôi. Rồi, Rooney và Cantona sẽ là cặp song sát, và người hỗ trợ ngay phía sau mình sẽ sử dụng Beckham Icon The Moment. Tính ra là Beckham mùa này là cũng là mùa mình cũng chưa trải nghiệm sâu đâu nha. Khi mà Beckham đá chạy cánh này thì có chỉ số tổng đâu đó khoảng 130 với mức lương 31, chỉ số ẩn rất đẹp, sút xoáy, sút xa, kiến tạo, thắng chuyền bóng, bấm bóng rất đẹp trai nhá. Sút xa lên tới 138 và sút xoáy lên tới là 140. Tạt bóng bao nhiêu? Tạt đâu nhỉ? Tạt bóng 138, có nghĩa là sút xoáy là cái chỉ số mà bách cao nhất luôn cơ ạ. Dã man nha. Rồi, bộ ba hàng tiền vệ chúng ta sẽ có là Rangnick, Bastian và McTominay. Mình có con Tominay mùa này 20A 14 lương cân thì mới hệ thống 7 con hàng Icon mà The Moment mới cân nổi. Rangnick thì mình cũng ít khi chơi, nhưng mùa này cũng có tốc độ rất ngon, 130 và 132. Và Bastian cũng là một lựa chọn tiền vệ ngon trong team Color Quỷ Đỏ, sút xa lên tới 135 cơ mà, với thắng chuyền bóng, sút xa, kiến tạo và chuyền dài cũng sẽ là một lựa chọn hay ở tuyến giữa. Tominay nói chung để cân lương thôi, lương 14 thì cũng rất là ok với cái giá trị của nó rồi. Và chúng ta sẽ có cặp trung vệ Rio Ferdinand cùng với Vidic của mùa Icon The Moment. Tốc độ của Rio lên tới 130 và của Vidic thì cũng khoảng 127 rồi. Cả hai đều có cho mình là đánh đầu mạnh và siêu cản phá nhé, những chỉ số ẩn rất quan trọng của một trung vệ. Vidic còn có thêm là phổi và cả xoạc bóng này, tương đối ngon dành cho cặp trung vệ này. Nói chung anh em mà fan hâm mộ Quỷ Đỏ thì có cặp trung vệ này thì quan tuyệt vời luôn. Sau này mà đổi sang những con hàng Icon The Moment có giá trị chuyển nhượng được, các bạn đập lên tầm cộng 2 cộng 3 là khét mẹt luôn đấy. Chỉ số lúc đấy là 130 một trung vệ là quá ngon. Rồi, chúng ta sẽ có là đôi cánh là Brand William cùng với là Dalot. Vị trí gác đây là thủ thành David De Gea. Nói chung cân lương rất ok với mức lương là 235 hiện tại. Ở dự bị thì bác chủ còn rất nhiều những con hàng Icon, kể đến như Van Persie, Ole 6, Teddy 6, Jogbet 5, Park Ji-sung cộng 5, Roy Keane cộng 5, rồi là Luxor 8. Ở dưới này có Van Gaal 5, Bosco 5, Veron 5, Gary Neville cộng 6, Rank Van Der Sar Icon cộng 5, rồi là Telet, Lindelof, Varane, Luxor cộng 6, Mototi, Dalot 8, Anthony, Casemiro và Dylan Rice. Nói chung thì quá đẹp anh em nhé, đội hình này nói chung quá đẹp rồi. Bác chủ một fan hâm mộ của Bỉ Đỏ và gần như là có con hàng Icon nào bác chủ mua hết về rồi. Ở đây đang có một con hàng Beckham đang bán cũng khá là rẻ thôi, 7.700 tỷ. Anh em nào húp thì húp nhanh nhé. Rồi, nói chung là như vậy thôi, rất đẹp trai dành cho đội hình này. Và không phải chờ đợi gì, chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên. Rồi, chúng ta sẽ đến với những diễn biến đầu tiên của Quỷ Đỏ này. Không biết là các ông bây giờ đã quen gameplay mới chưa? Cá nhân tôi thì cũng chưa quen hẳn đâu. Chung là những buổi live là những buổi làm quen thêm nữa luôn, nó cũng cần mất thời gian đấy anh ạ. Mình bảo không như ngày xưa. Ngày
xưa thì cái giá trị nó vẫn hơn. Rồi, Eric Cantona. Đây gần như là đội hình mà có đầy đủ icon nhất rồi của MU rồi đấy. Xong rồi đấy. Đê nhẹ thế nhở. Ten cái tay nó quen rồi anh em ạ. Tay nó hư quen lắm rồi. Hay quá nhở Rooney. Ai. Rồi. Bàn thắng đây rồi anh em ơi. Bàn thắng. Hứa anh em bàn thắng. Đéo căng vào trong cây nhỉ. Xong rồi đấy, bàn thắng đến rồi đấy. Bắt được luôn à? Ui mẹ ơi. Tí chết ạ. Vì đích. Đây rồi, bàn thắng đây rồi nhá. Bàn thắng đây rồi, Rooney vào vị trí đây. Ơ đẹp. Rồi, ta sẽ đến với những diễn biến tiếp theo. Ở trận này hứa làm 3 điểm nha anh em nhé. Trận đầu nháp nháp thôi, trận đầu khởi động nhưng mà bây giờ thì nó lại vào quỹ đạo ngay rồi mà anh em. Xong rồi đấy. Tôi bảo là tôi chỉ phởn phởn trận đầu thôi mà. Trận này dã man luôn ạ. Nó không thể như ngày xưa được. Ngày xưa dễ lắm. Đây rồi Rooney. Xong rồi đấy. Xong rồi đấy. Được chưa ạ? Trận này ai lẫm húp ngay. Bùng lụa. Rooney chạy ác quá nhở. Đặt cánh đầu. Ủa. Chết rồi. Quả này không vào nhá các bạn nhá, có vi đấy. Không vào nhá. Xoạc con mẹ luôn. Bắt bài sai mấy tay chứ. À, BFD tôi làm rồi anh em ạ. Tôi cũng quen cái form FD rồi. Ngày xưa tôi dí D nhiều quá nên nó hay lên rời. Bây giờ thì nó ok hơn rồi. Đây thử cho anh em quả này. Hay quá nhở, vào phù hợp như tranh à. Bắt hộ cái. Đó là King Eric. Quả đấy mình định FD vào mặt vỡ mồm nó luôn anh em ạ. Quả đấy chờ đấy nhở. Không bao giờ vào luôn nhé các bạn. Không bao giờ vào. Nói thật luôn mà. Khoáng quá nhở, King Eric. Quả Takara chuẩn mực này. Chuẩn mực luôn này. Takara bây giờ rất là hiệu quả các bạn nhé. Rất là hiệu quả. Trung hậu dù mà vãi kia. Gì đấy hậu. Xin hậu đấy. Pha nào bảo rùa đi rùa được. Quả đấy cũng bảo rùa được. Á đù. Vào cơ à. Còn mạng. Ở đây tại nhanh thế nhở, mình chỉ mau à. Mau là cái vẹo gì. Cay à. 4 con mẹ 3 rồi kìa. Làm kèo ai lộng. Cái sai game làm kèo đối lắm thế nhở. Chịu anh em luôn đấy. Anh em đang làm sao đây. Chắc chưa. Anh suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra cái quyết định của mình mà. Bàn danh dự đối thôi nhá. Hứa một bàn danh dự đối thôi. Không nhiều nữa đâu. Rơi được à. Ây à. Rồi cửa rồi. Được thế à. Không phải lùng cùng vậy. Gì đây. Bóng đá. Bạn đã phản bội tôi. Nhẹ quá, đề ơi.
Ôi, Cantona đây. Cantona đây. Cantona đây. Ok chưa? Ok chưa? Yếu đừng ra gió. Yếu đừng có ra gió. Wayne Rooney. Bút luôn bản đầu. Bút luôn bản đầu. Cái gì đấy? Ok chưa? Bàn thắng đến luôn này. I love thắng ủng tại PS5. Đặt hàng luôn đi. Đặt hàng ngay luôn đi. Cần gì? Cần gì? Nghĩ nhiều. Đặt hàng luôn đi nhá. Trường Sơn. Đối thủ không biết cảnh cáo à? Cũng cảnh cáo hay quá vậy. Xong rồi đấy. Xong rồi đấy mà. ZD có fix. Nhưng vào tay I love thì mọi vấn đề nó như không nhá. Skill cơ bản mà, skill cơ bản là lag ngay mà. Gì đấy? Vị rồi, vị rồi. Ơi à? Hả? Chuyện gì đây? Làm gì? Ủa, nó sút nhiều quá nhờ. Anh em biết lựa chọn của anh em là như nào chưa ạ? Rõ ràng, rõ ràng. I love bú. Toàn icon đá với nhau đấy, không chỉ như thế hả? Bàn danh dự thôi nhá. Cho đối với một bàn danh dự đấy thôi. Một bàn danh dự duy nhất nhá. Hứa với anh em là như vậy. Bàn danh dự cho đối mà. Bàn danh dự đến quá sớm cho đối. Xong rồi đấy. Anh em theo đối. Chân đi lạnh toát chưa ạ? Chân đi lạnh toát luôn rồi mà. Chân đi lạnh toát. Yếu đừng ra gió. Yếu đừng có ra gió. Cantona đánh đầu không bao giờ xịt. Không bao giờ xịt mà. Trời ơi. Vào luôn này, vào luôn này, vào luôn này. Vào luôn này. Mẹ vào luôn ăn can bên đen như này. Ẩu dã man luôn ý. Ôi à. Bách à. Chuyển ẩu dã man luôn ý. Ok chưa ạ? Được chưa? Đủ cái tính răn đe chưa ạ?